Ừ, thư sư Phật dạy phải hướng cha mẹ mình giữ năm giới tránh điều ác nhưng bố mẹ con lại làm kinh doanh nên đôi khi phạm giới nói dối con muốn bố mẹ con nói sự thật nhưng bố mẹ không tiếp thu nhiều khi con còn lớn tiếng với bố mẹ vì vấn đề này điều này làm con rất buồn con muốn hỏi là điều con làm có đúng không sư con phải làm sao có phải con đang còn bám chấp và tham muốn bố mẹ phải thế này thế kia nên tâm con còn một bực không ờ thành ra đó quý vị thấy là cái cái chuyện mà mình trả hiếu cho cha mẹ nó không có dễ nếu như nó dễ á thì nó đã không gọi là trả hiếu được rồi bởi vì sao cái chuyện mà mình có cúng dường cho cha mẹ lo đồ ăn thức uống cho cha mẹ một cách đầy đủ nó quá dễ mà có dành cả đời để làm chuyện đó thì chăng nữa thì nó cũng chưa đền ơn được cho cha mẹ quý vị nghĩ đi Nha. một vai cổng cha một vai cổng mẹ đi cả quả địa cầu này suốt trăm năm cung phụng đủ đầy đồ ăn thức uống y phục thuốc men đầy đủ cha mẹ có tiêu tiểu trên người cũng không hề oán hận mà phục vụ cha mẹ tận tụy như vậy vẫn chưa đủ đi trả hiếu thì quý vị nghĩ coi cái chữ hiếu nó trả nó khó hay nó dễ mà đức thế tôn nói đối với ai mà cha mẹ chưa có chánh kiến giúp cha mẹ có chánh kiến chưa có đức tin giúp cha mẹ có đức tin chưa có giới giúp cha mẹ có giới cha mẹ bỏng sản giúp cha mẹ biết bố thí thì người con như vậy đã trả được ơn cho cha mẹ rồi quý vị nghĩ đi như vậy thì nó đâu, đâu có đơn giản mà chính bởi vì nó không đơn giản thì mình mới trả hiếu được cho cha mẹ chứ còn nó đơn giản thì đâu còn gì để nói ừ. à, cho nên là quý vị có lòng quý vị có lòng à, để đền ơn cha mẹ bằng cách giúp cho cha mẹ không có nói dối đó à, thì à, đó là điều tốt nhưng mà nó không, không có đơn giản bởi vì à, thứ nhất là nó còn lập kinh doanh cha mẹ còn phải làm còn phải làm kinh doanh à, nó còn phải phụ thuộc vào rất là nhiều thứ Ừ. cho nên nếu như mà cha mẹ không có nói dối đó, thì làm sao mà mình à, à, có được cái đồng tiền để mà nuôi gia đình cái đó là cái suy nghĩ của cha mẹ thì mình có thể mình à, bớt được chừng nào hay chừng đó ví dụ như uh, trong cái lĩnh vực kinh doanh đó, thì thôi thì thôi mình uh, uh, không có uh, mình không có đụng tới nhưng mà ngoài ngoài cái chuyện đó ra thì mình uh, tôn trọng sự thật ha đó cũng là một cách tức là cái gì uh, những cái gì mà mình giữ được thì mình giữ Còn cái gì mình giữ không được tạm thời để nó qua một bên tại vì nói gì thì nói đó mình là con thì mình rất là khó để mình tác động đối với cha mẹ à, đặc biệt là nếu như mà mình chưa có tự tự chủ được tài chính thì nó rất là khó à, sư có một vài lời đề nghị ví dụ như mình phải tranh thủ làm sao đó để mình tự chủ được tài chính à, mình là cái người mình là người à, nắm cái tài chính trong nhà đó thì như vậy cái lời nói của mình nó sẽ có tác dụng. À, và cái thứ hai là cha mẹ sẽ không phải làm ăn vất vả để nuôi mình nữa. Thì như vậy mình sẽ dễ dàng hơn, dễ dàng giúp cho cha mẹ giữ giới hơn bởi vì lúc đó là cha mẹ chỉ hưởng an hưởng tuổi già thôi, chứ còn không còn phải làm ăn nữa. Thành ra nói gì thì nói ráng ha, ráng phấn đấu để thành cái trụ cột trong gia đình à, còn việc thứ hai đó là gì à, trong năm giới không không giữ được một giới thì còn bốn giới kia à, nếu như mà nhắm cha mẹ mà mình khuyến khích giữ cái giới không nói dối không được khó quá thì mình khuyến khích những cái giới khác nếu mà cái giới thí dụ như giới không sát sanh giúp được thì cũng tốt rồi uhm, không trộm cắp mà mình giúp cha mẹ giữ được cái giới này thì nó cũng tốt rồi giữ được một giới là có được một cái phước à, tức là đó không giúp được cha mẹ giữ tròn được năm giới mà giúp được giữ được bốn giới cũng tốt giữ được ba giới cũng tốt giữ được hai giới cũng tốt mà thậm chí kẹt quá giữ được một giới thì cũng tốt hmm. rồi à, hơn nữa đó cái chuyện mà giúp đỡ cha mẹ nó không riêng gì nằm ở cái việc giữ giới mà nó còn ở cái việc là gì à, giúp cho cha mẹ là không có bọn sản tức là biết bố thí tức là gì mình khuyến khích cha mẹ bố thí thí à, à, dụ như à, có những cái buổi mà hùng phước à, nếu mà cha mẹ chưa có đức tin chưa có đức tin thì à, ví dụ như những cái buổi mà làm từ thiện thì à, kêu gọi kêu gọi cha mẹ hùng phước làm từ thiện ừ, nó cũng là một cách rồi à, đối với nếu mà cha mẹ có đức tin thì à, hùng phước để mà giúp đỡ à, chữ tăng à, đặc biệt là trong mùa dịch thì sự biết là à, có có chùa có chùa là chứ tăng chỉ còn có cơm trắng thôi đương nhiên là còn cơm là mừng rồi nhưng mà chỉ còn cơm trắng thôi ờ, hôm bữa một vị sư uh, nhắn tin nói chuyện với sư tuy nhiên là này quen à, quen cho nên là cũng cũng trình bày nó cũng khó khăn thì uh, thôi thì lá, lá rách thì đùm cái lá đỡ rách hơn thì sư cũng cũng vét được vài đồng sư cúng dường cho vị này để vị này đỡ qua cái cơn khó rồi khi mà nghe người này người kia thì khó sư cũng thương người sư cũng cũng vét cũng vét cho vậy đó thì nói chung thì cái 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 mùa dịch bệnh như thế này đó thì một số nơi thì cũng khó khăn thì mình có thể mình dựa vào đó để mà mình có cơ hội mình làm phước thì nó cũng là cái điều tốt nó cũng là cái điều tốt để mà mình trả hiếu cho cha mẹ đó là gì khuyến khích cha mẹ làm phước rồi đối với cha mẹ mà chưa có cái đức tin nơi tam bảo thì mình đoán làm sao để mà cha mẹ tiếp xúc với những cái vị trưởng lão có chánh kiến À, hoặc là những vị tu sĩ mà tu hành nghiêm túc có lý tưởng uh, có sự thực hành thì uh, giúp cho cha mẹ là trau dồi đức tin thí uhm, dụ như mình đi chùa mà mình đi cái ngôi chùa nào đó mà chưa tăng nhắm ở đó đó uh, có cái vị là tu hành nó cũng tương đối tương đối ổn uh, có thể uh, làm tăng trưởng đức tin của người khác thì uh, có thể rủ cha mẹ đi cùng ha rồi um, ví dụ như mà cha mẹ có đức tin nhưng mà chưa có chánh kiến thì có thể rủ cha mẹ học những cái lớp giáo lý uh, thì nhờ như vậy đó cha mẹ cũng sẽ dần dần có chánh kiến cho nên uh, cái việc mà mình giúp đỡ cha mẹ có rất là nhiều uh, cái đầu này cái đường này nó khó đi thì mình đi đường khác yeah không nhất thiết thấy cái đường này nó khó quá rồi mình cứ đâm đầu vô trong tường rồi mình đau đầu rồi mình khóc thì nó chưa có thông minh mình kiếm cái đường khác đi vòng 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 vậy đó thì từ từ thì nó sẽ được thôi khi mà cha mẹ có niềm tin có chánh kiến rồi có bố thí có giữ giới thì từ từ thì cha mẹ sẽ đỡ sẽ bớt được từ từ ha